Xin chào các bạn đã quay trở lại Phúc Anh Smart World và đây Acer ROG Strix G531, chiếc laptop gaming hiếm hoi trong tầm giá 35 triệu đồng, được trang bị một cấu hình rất mạnh bao gồm GPU RTX 2060. Với mức giá cạnh tranh cũng như cấu hình tốt như vậy, liệu đây có phải là một sự lựa chọn đáng giá? Hãy cùng mình đánh giá chi tiết sản phẩm này nhé. Acer Strix G531 có một cấu hình rất mạnh, bao gồm CPU Intel Core i7-9750H với 6 nhân 12 luồng xử lý, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, RAM 16GB với 2 thanh 8GB Dual Channel, SSD chuẩn NVMe 512GB và còn chống một khe 2,5 inch. Một cấu hình rất mạnh, chỉ thường thấy những tầm giá trên 40 triệu đồng, nhưng trong khi đó, sản phẩm này đang được bán ở Phúc Anh với mức giá chỉ 34 triệu 990 nghìn đồng. Cần lưu ý, đây chỉ là bản demo mà thôi, bản thương mại sẽ chỉ có 8GB RAM. Tuy nhiên, việc nâng cấp lên 16GB RAM sẽ chẳng phải là vấn đề, khi mà Phúc Anh đang có chương trình giảm đến 500.000 đồng khi mua RAM kèm máy. Các bạn có thể xem chi tiết tại đây. Quá hợp lý phải không ạ? Acer Strix G531 có một thiết kế rất đẹp với các đường nét tinh tế. Đây là thành quả nhờ vào sự hợp tác với BMW Design Work, một công ty thiết kế chuyên nghiệp và rất nổi tiếng trên thế giới. Điểm nhấn lớn nhất và cũng là thứ ngay lập tức đập vào mắt của bạn chính là dải LED RGB ở ba cạnh của máy, vô cùng đẹp và bắt mắt. Bạn có thể tùy chọn nhiều chế độ, màu sắc của LED hay thậm chí tạo cho riêng mình một chế độ LED độc đáo. Chiếc máy này được làm hoàn toàn bằng nhựa chứ không có chi tiết nào bằng kim loại cả. Bề mặt được hoàn thiện dạng vân xước rất đẹp, có một logo ROG ở đây được hoàn thiện dạng bóng khá bắt mắt. Khu vực này không chắc chắn cho lắm, tình trạng flake sẽ xảy ra nếu bạn ấn mạnh vào nắp hay vặn như thế này. Bản lề của máy được làm rất đẹp, hành trình mở trơn tru và chắc chắn, mình có thể dễ dàng mở máy bằng một tay. Hai khe tản nhiệt chính của máy được bố trí phía sau giống như nhiều sản phẩm khác. Điểm đặc biệt chính là Acer đã thiết kế rất nhiều lỗ thông gió phụ ở cả phía trên và phía trước của máy nhằm tăng tối đa lượng gió lưu thông cho máy. Acer G531 có cách bố trí các cổng kết nối vô cùng thuận tiện đối với những người thuận tay phải như mình. Ngoài một khe tản nhiệt phụ nữa thì phía bên phải của máy không có cổng kết nối nào cả. Điều này đồng nghĩa việc tay cầm chuột của mình sẽ không bị vướng bất kỳ loại dây kết nối nào. Toàn bộ cổng kết nối được bố trí phía bên trái và đằng sau của máy. Ở phía sau là các kết nối có xu hướng không thường xuyên cắm rút như cổng LAN, HDMI, USB-C có hỗ trợ xuất hình chuẩn DisplayPort và cổng nguồn. Phía bên trái của máy là các cổng có tần suất sử dụng nhiều hơn, bao gồm 3 cổng USB-A và các jack audio 3.5. Bàn phím của máy có hành trình trung bình, độ phản hồi khá, kích thước và khoảng cách các phím hợp lý nên mình có thể làm quen rất nhanh. Ngoài các phím thông thường, Acer còn bố trí 5 phím chức năng riêng bao gồm tăng giảm âm lượng, tắt microphone, chuyển các thiết lập hiệu năng của máy và phím bật nhanh Armoury Grid. Giống như dải LED xung quanh máy, toàn bộ phím được trang bị dải LED RGB với 4 vùng có thể thay đổi màu sắc qua Armoury Grid. Có nhiều chế độ được thiết lập sẵn như Rainbow hay Color Cycle. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo một chế độ màu sắc riêng bằng Aura Creator. Phần mềm còn hỗ trợ Aura Sync để đồng bộ LED với các thiết bị ngoại vi khác như bàn phím, chuột, tai nghe gaming của hãng. Touchpad của máy có bề mặt làm bằng nhựa với hai nút tách rời, độ nhạy ở mức ổn và hỗ trợ Window Precision với các cử chỉ đa điểm. Viền màn hình được làm mỏng ba hướng trên, trái và phải rất gọn gàng. Sử dụng tấm nền IPS có tần số quét 120Hz cho góc nhìn rộng cùng độ sáng tốt. Một điểm cần chú ý là Acer đã loại bỏ webcam của máy dù còn khá nhiều không gian trống ở phía dưới. Mình thì không thích điều này cho lắm. Sử dụng Spider X Elite để đo, kết quả nhận được là 64% sRGB và 48% Adobe RGB. Độ sáng tối đa lên đến 302 nit và độ tương phản là 1150:1. Delta E trung bình chỉ là 1.27. Đây là những con số không hề tệ đối với một chiếc màn hình dành cho laptop gaming. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Acer G531 để làm Photoshop hay Lightroom thông thường. Tần số quét 120Hz kết hợp với cấu hình mạnh, trải nghiệm chơi game trên Acer G531 là rất mượt mà. Với thiết lập đồ họa cao ở Full HD, đa số các game offline khá nặng mình chơi đều cho mức khung hình từ 50 đến 90fps. Còn với các game nhẹ hơn như CSGO, Liên minh Huyền Thoại hay Dota 2 thì mức khung hình luôn trên 120fps, giúp tận dụng tối đa lợi thế của màn hình 120Hz. Hiệu năng của Acer G531 chính là điểm cộng lớn nhất của sản phẩm này. Mình đã đánh giá và so sánh với hai chiếc laptop gaming có giá thành cao hơn là Dell G7-7590 và Lenovo i7-40. Hiệu năng của Acer G531 từ CPU cho đến GPU đều không hề kém cạnh một chút nào cả. Đây là một số kết quả test mà mình đã thực hiện, còn rất nhiều bài test và so sánh chi tiết. Các bạn có thể xem thêm ở link phía bên dưới video. Acer Strix G531 được trang bị SSD NVMe 512GB. Tuy nhiên, tốc độ phần thấp hơn mặt bằng chung nhưng vẫn đáp ứng tốt cho nhu cầu giải trí. Hệ thống tản nhiệt của máy làm rất tốt công việc của mình.
nhiệt độ khi chơi game duy trì ở mức 84 đến 92 độ C ở CPU và 69 đến 74 độ C ở GPU. Bề mặt bàn phím cũng cực kỳ mát mẻ. Khu vực phím WASD chỉ ở mức 37 độ khi chơi game. Và như vậy với 35 triệu đồng bạn sẽ nhận được một sản phẩm có thiết kế đẹp. Không, phải nói là rất đẹp. Hệ thống LED RGB ấn tượng và bắt mắt, cùng hiệu năng không hề thua kém các sản phẩm có giá thành cao hơn khá nhiều. Tuy nhiên, G531 cũng có những điểm yếu mà bạn buộc phải chấp nhận khi lựa chọn nó. Đầu tiên là màn hình có độ phủ màu chỉ mức khá. Thứ hai là tốc độ SSD NVMe của máy khá chậm so với mặt bằng chung. Thứ ba là webcam đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi sản phẩm này. Và cuối cùng chính là lớp vỏ được cấu thành hoàn toàn từ nhựa. Nếu bạn chấp nhận được những điểm yếu này thì xin chúc mừng bạn. Đây sẽ là sản phẩm tốt nhất trong tầm giá dưới 40 triệu đồng mà bạn có thể lựa chọn. Và đó là những đánh giá của mình về Asus ROG Strix G531. Các bạn muốn so sánh G531 với những sản phẩm nào, hãy để lại ý kiến bên dưới. Đừng quên subscribe và ấn chuông để cập nhật những video mới nhất của Phúc Anh. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.